Xin chào tất cả các bạn yêu thích phim hoạt hình. Hôm nay mình tiếp tục vẽ phần cuối của con trăn tinh. Vì bài trước chúng ta đã vẽ đến đây. Bây giờ tôi sẽ vẽ xong, sau đó thì tôi sẽ ghép xương cho con trăn. Khi con trăn có xương thì nó sẽ chuyển động. Đấy. Thì phần mềm này là một phần mềm tuyệt vời nhất. Thì tôi khuyên các bạn là nên học theo cái phần mềm này. Chúng ta vào phần body của con trăn, sau đó thì chúng ta cho nét bút. Đấy, rồi chúng ta xóa bỏ đi cái này. Đây là cái con tẩy nhé, các bạn chú ý nhé. Đấy, công cụ tẩy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ các nét cho trăn. Chúng ta vẽ ta vẽ. Chúng ta cố gắng vẽ hình lục giác nhé, vì da trăn thì đa số ở giống hình lục giác. Chúng ta đây nó giống như một con trăn Nam Mỹ. Ta chú ý vẽ như vậy. Sau đó các bạn cho màu vào. Sau khi chúng ta vẽ xong rồi thì chúng ta có thể gắn xương cho nó. Các bạn xem.
Các bạn thân mến, bây giờ mình đã vẽ xong con yêu quái. Bây giờ chúng ta sẽ cho yêu quái chuyển động. Thì tôi sẽ reset cái phần con yêu tinh này, tức là cái con lưỡi của con này. Đấy, chẳng nhá. Tôi sẽ reset lại nó để chúng ta trở về trạng thái ban đầu. Rồi, chúng ta đã làm xong phần lưỡi chân, bây giờ phần body, phần thân này. Để chúng ta sẽ cho cái chuyển động từ gốc để cho cái đuôi này nó ngọ ngoại. Nó có thể lái và bổ, thì chúng ta sẽ xây dựng nó bổ sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng công cụ là tạo xương, Bone Creator. Đó, Bone Creator. Nên lúc này các bạn sẽ vẽ dần từ phần thân này lên. Chúng ta chọn như này. Trước tiên vẽ thân thì các bạn ta thu nhỏ lại và ta chọn tất cả, chúng ta nhóm lại là group lại. Đó. Tương tự phần đầu của nó cũng vậy, phần đầu con yêu tinh thì chúng ta cũng nhóm lại và chúng ta nhóm group lại. Các bạn nhớ nhóm lại nhé. Các bạn nhớ nhóm lại cho tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn phần body trước. Body và chúng ta nhấp vào nút tạo xương. Tạo xương thì các bạn đi từ đầu của thân nó đến cuối. Vì chân của chúng ta có nhiều đốt, cho nên là chúng ta vẽ sao cho nó đi ở trung tâm của thân con chăn. Xương nọ nó nối với xương kia qua cái khỉu. Rồi, với chăn này thì rất là nhiều xương, đúng không? Ok. Và chúng ta đến phần đầu, phần thân. Phần thân thì chúng ta cũng tạo cho tôi. Từ đây. Chúng ta tạo từ nút này cho đến đây. Phần đầu của yêu tinh thì quên tôi chưa tách cái phần đầu ra, nhưng mà thôi không sao, ta đến kéo đến đây cũng được. Rồi, chúng ta sẽ cho nó vào một cái nút chung, tôi cho vào một nút chung. Các bạn nhờ mồi ra một chiếc nhé, một chiếc ở phần thân cây. Các bạn đưa lên trên đó. Chi này thì chúng ta cho ra ngoài. Rồi, tất cả cái phần này các bạn cho tôi vào trong phần đây. Đặt tên là chuyển động chân tinh. Rồi, các bạn nhìn xuống phía dưới, ta bật tất cả hình ảnh lên. Là con chân tinh nó ở trong hang này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào chuyển động cho chân tinh. Các bạn nhấp cho tôi phần Add Key để nó giữ vị trí ban đầu. Đó. Hoặc là chúng ta cho nó lên một vị trí khác, ví dụ như là
Tôi sẽ cho phần cả con chân này. Máy hơi chậm, tôi đang ghi lại. Tôi cho vào món này. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động. Đó. Bây giờ phần chuyển động của chân này tôi chọn một cookie. Đó, các bạn nhìn. Phần lưỡi thì lưỡi yêu tinh, ta sẽ xem là lưỡi của nó ở này là xương của phần lưỡi, đây là xương của phần lưỡi. Xương phần lưỡi này tôi với lưỡi chân tinh thì tôi sẽ xóa đi làm lại phần lưỡi. Đó. Tôi cho lưỡi chân ra ngoài. Cố nhiên mà không có cuốn mày đến thế mạng. Đưa cô rồi, đúng chưa? Lưỡi yêu tinh ta để ra đây, bây giờ ta gấp nó lên lưỡi lên. Này, cất cái điện rồi này. Lưỡi này chúng ta cũng cho xương lại nhé. Đấy, ta cho xương lại. Xương lại lưỡi này tôi cũng cho vào trong này. Chúng ta cho chuyển lại ra ngoài hết nhé, đảm bảo nó dễ chuyển động chân tinh đây. Rồi bây giờ lưỡi tôi cho lên lớp trên. Rồi. Sau đó chúng ta extend đều ra. Tôi cho riêng lên trên. Ok.
tôi chuyển động cái này đã. Chân tinh trước, lưỡi sau. Các bạn có thể tách ra được. Rồi đến bây giờ thì chúng ta có thể điều khiển chăn được rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lưỡi chăn này thì các bạn đưa ra bên ngoài rồi. Ở bây giờ chúng ta cho nó chuyển động nhá. Chúng ta chọn ở nút tiếp theo đây. S key rồi. Đó. Bây giờ chúng ta cho cái đuôi này ngoạn ngoạn một chút. Phần đầu này. Đầu này chúng ta cho cổ này. Bạn muốn add cái kia vào. Rồi chúng ta nhìn chuyển động. Đó. Rồi. Phần đây các bạn cũng thêm vào. Đấy, bên này chúng ta cũng add kia vào. Đó. Rồi chúng ta cho nó bổ xuống này. Cái lưỡi trên này các bạn cũng cho nó xuống. Tiếp theo các bạn cho gốc nó xuống, ví dụ gốc đây em kỳ vào nhé, tôi cho gốc của cái thân con chân xuống.
bạn nhìn thấy chuyển động của nó. Lưỡi ngắn này, lưỡi dài đấy. Rồi là kỹ thuật mà chúng ta đã làm cho chúng chuyển động. Đó. Bây giờ các bạn cho chúng đi cùng nhau. Đi cùng nhau thì hai cái nhóm này chúng ta cho vào một nhóm mới. Đó, ở đây chúng tôi gọi là chăn cùng nhau. Ta đặt tên như thế nhá. Ví dụ như thế, ta đặt cho nó vui thôi. Bạn đặt tên khác cũng được. Ta cho hai cái này vào trong nhóm này cùng nhau. Đó, và ta cuối cùng ta được cái này. Đó, tại cái này các bạn key này không, các bạn có thể di chuyển. Ví dụ các bạn tóm này, tôi cho xuống cùng nhau. Đấy. Và các bạn nhìn này. Đấy. Nó đã xà xuống đúng không? Đây các bạn nhìn lại nhé. Ấy, nó chân thả mình rơi xuống. Đúng không? Và chúng ta xem lại một lần nữa nhé. Tất nhiên là thời gian thì tôi sẽ làm rất nhiều cái chuyển động hay, có thể nó chui vào trong hang. Nhưng mà đây là tôi làm để các bạn cùng xem. Cùng xem và chúng ta cùng nhìn cái cảnh này cho nó hoành đá tràng. Đây. Các bạn nhìn con chăn nó quăng mình này. Bụp. Ấy. Thấy chưa? Đấy. Thì cái đến cái đoạn mà đến ta quăng mình đến đây thì chúng ta nhìn thấy là nó cùng nhau. Cùng nhau đi. Thế bạn, các bạn học xong cái bài này, các bạn cho tôi một tràng pháo tay chẳng hạn, thì do cảm giác nó lại sung sướng. Đấy. Đây thì chúng ta lại có thể là cho nó bổ người lên chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể cho bổ người lên. Đấy. Một cái lưỡi lại lên trên này. Các bạn nhìn lại nhé. Okay. Đấy. Rồi. Đấy là bộ phim clip tôi trình bày với các bạn cách tạo một cái con chăn tinh mà nó có thể quăng mình và nó chiến đấu hoặc là đi cùng nhau vân vân. Thì đấy, tôm bồm rất là đẹp. Và thực sự thì ban đầu tôi như các bạn thôi, tất cả là tôi tự khám phá ra cái phần mềm này, chứ sách thì sách tiếng Anh và họ cũng chỉ nói sơ qua, họ không nói kỹ. Trên YouTube thì cũng không có cái bài nào giảng cho mình một cách kỹ càng được. Đâm ra là mình cảm thấy là rất buồn khi mà thực hành hoặc là khám phá ra cái phần mềm này. Thực hành và khám phá ra cái phần mềm này thì quả là rất là khó khăn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy bùng phát đó. Thế thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra cái hành động chuyển động đánh nhau với thạch xanh rất là tốt. Và bài học hôm nay thì các bạn thấy không? Sự chuyển động rất là tinh tế đúng không? Đến đây nó ngửa lên thì cái đuôi của nó tôi ta cho ngoặt ra đầu kia. Something.
Rất tuyệt vời. Bạn nhìn nó chuyển động nha. Úp. Đấy, trăm tinh của chúng ta. Ta sẽ điều khiển cho nó đánh nhau với thạch xanh ở trong vùng này thôi, thoải mái. Đúng không? Các bạn nhớ theo dõi và làm theo cho tôi. Nhớ các bạn nhớ like cho tôi nhé. Like kênh. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem là rất là nhiều cái thú vị trong phần làm phim hoạt hình. Chân chân tinh à, chân tinh ta vẽ con chân tinh cũng rất là mất nhiều kỳ công đúng các bạn. Rồi thế thì mình xin tạm dừng.